Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Khoa học và Khám phá. Có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra trên đỉnh thế giới. Cực từ trường phía bắc của trái đất đã rời khỏi Canada và hướng tới vùng Siberia, nơi mà sắt lỏng đang rò rỉ khỏi lõi ngoài của trái đất. Cực từ di chuyển nhanh đến nỗi, nó đã buộc các chuyên gia điện tử học trên thế giới phải di chuyển đến đó. Vào ngày 15 tháng 1 năm 2020, các chuyên gia đã cập nhật mô hình từ trường thế giới nhằm mô tả từ trường của hành tinh và làm cơ sở cho tất cả các hệ thống điều hướng hiện đại, từ các hệ thống chỉ đạo tàu trên biển đến Google Maps. Phiên bản gần đây nhất của mô hình này ra mắt vào năm 2015 và được cho là sẽ dùng được đến năm 2020, nhưng từ trường đang thay đổi quá nhanh nên các nhà nghiên cứu đã phải điều chỉnh mô hình. Theo ông Arnold Juliet, một nhà điện tử học tại Đại học Colorado Boulder và Trung tâm Thông tin Môi trường Quốc gia của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Hoa Kỳ cho biết, sai số đang ngày càng gia tăng. Vấn đề một phần nằm ở chuyển động của các cực trái đất và một phần là do những dịch chuyển sâu bên trong hành tinh. Sự khuấy động chất lỏng trong lõi trái đất tạo ra phần lớn từ trường này thay đổi theo thời gian khi các dòng chảy thay đổi. Ví dụ, vào năm 2016, một phần của từ trường tạm thời thay đổi ở sâu phía dưới Bắc Nam Mỹ và Đông Thái Bình Dương. Các vệ tinh như Swarm của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu đã phát hiện được sự thay đổi này. Đầu năm 2018, mô hình từ trường thế giới gặp sự cố. Các nhà nghiên cứu từ Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Hoa Kỳ và Cơ quan Khảo sát Địa chất Anh nằm ở Edinburgh đã tiến hành kiểm tra hàng năm về mức độ hiệu quả của mô hình này. Họ nhận ra rằng nó đang sai đến mức sắp vượt quá giới hạn sai số chấp nhận được. Cực của trái đất đang lang thang. Ông Juliet đã báo cáo tại cuộc họp của Liên minh Địa vật lý Hoa Kỳ ở Washington DC. Đó là một tình huống thú vị mà chúng tôi gặp phải. Điều gì đang xảy ra đối với từ trường của hành tinh chúng ta? Thứ nhất, vào năm 2016, xung điện từ bên dưới Nam Mỹ đến vào thời điểm giờ nhất có thể, đúng lúc có bản cập nhật năm 2015 cho mô hình từ trường thế giới. Điều này có nghĩa là từ trường đã thay đổi ngay sau bản cập nhật mới nhất, điều mà các nhà khoa học không lường trước được. Thứ hai, sự dịch chuyển của cực từ phía Bắc làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Cực Bắc đi lang thang, theo cách không thể đoán trước, đã thu hút các nhà thám hiểm và nhà khoa học kể từ khi James Clerk Ross lần đầu tiên đo nó vào năm 1831 ở Bắc Cực thuộc Canada. Vào giữa những năm 1990, sự dịch chuyển đã tăng tốc từ khoảng 15 km một năm lên khoảng 55 km một năm. Đến năm 2001, cực từ trường phía Bắc đã tiến vào Bắc Băng Dương, nơi mà vào năm 2007, một nhóm nghiên cứu bao gồm ông Juliet đã hạ cánh máy bay trên biển băng nhằm xác định vị trí của cực từ. Vào năm 2018, cực Bắc đã vượt qua đường đổi ngày quốc tế vào Đông Bán Cầu và dần dần tiến vào vùng Siberia. Hình dạng từ trường của trái đất làm gia tăng sai số trong mô hình ở những khu vực mà từ trường thay đổi nhanh chóng, chẳng hạn như Bắc Cực. Ông Juliet cho biết, thực tế là do cực đi nhanh khiến từ trường ở khu vực này dễ xảy ra sai số lớn. Để hiệu chỉnh mô hình từ trường thế giới, ông và các đồng nghiệp đã cung cấp dữ liệu gần đây trong 3 năm, bao gồm cả xung địa từ trường năm 2016. Ông nói, phiên bản mới sẽ vẫn chính xác cho đến khi có bản cập nhật thường xuyên tiếp theo trong năm nay. Vậy nguyên nhân cốt lõi là gì? Trong lúc đó, các nhà khoa học đang nghiên cứu để tìm hiểu nguyên nhân tại sao từ trường lại thay đổi đáng kể như vậy. Xung địa từ, giống như xung xảy ra vào năm 2016, có thể bắt nguồn từ các con sóng thủy từ phát sinh từ sâu trong lõi hành tinh. Và chuyển động nhanh của cực từ phía Bắc có thể có liên hệ với một dòng sắt lỏng đang chảy tốc độ cao, nằm bên dưới thềm lục địa ở Canada. Theo Phil Livermore, một nhà địa từ học tại Đại học Leeds, Vương quốc Anh, tại cuộc họp của Liên minh Địa vật lý Hoa Kỳ cho rằng, dòng sắt lỏng dường như đang bị phá hủy và làm suy yếu từ trường bên dưới Canada. Điều đó có nghĩa là từ trường ở Canada, về cơ bản, đang yếu hơn so với ở Siberia.
Phil Livermore cho biết, vị trí của cực từ trường Bắc dường như bị chi phối bởi hai mảng từ trường có quy mô lớn, một bên dưới Canada và một bên dưới Siberia. Mảng phía dưới Siberia đang chiến thắng trong cuộc cạnh tranh này. Điều đó có nghĩa là các nhà điện tử học trên thế giới sẽ có rất nhiều thứ để khiến họ bận rộn trong tương lai gần. Cứ mỗi vài trăm nghìn năm, cực từ trường trái đất lại đảo chiều, khi đó cực từ phía Bắc sẽ nằm ở Nam Cực. Lần đảo chiều gần nhất là vào khoảng 770.000 năm trước. Trong một nghiên cứu mới, các nhà khoa học khám phá ra toàn bộ quá trình đảo chiều này, hoàn tất trong 22.000 năm. Các nhà khoa học phải quan sát các mẫu trầm tích đại dương, dòng chảy dung nham và lõi băng ở Nam Cực để tìm ra thời điểm xảy ra sự đảo chiều. Thông tin thu được từ các mẫu vật này tiết lộ rằng từ trường của trái đất đã suy yếu, di chuyển một phần, ổn định và đảo chiều trong 1 triệu năm. Từ trường của trái đất được tạo ra bởi tương tác giữa phần lõi ngoài chứa sắt nóng chảy với phần lõi rắn bên trong. Khi sự đảo cực xảy ra, từ trường mạnh sẽ yếu đi. Thực chất quá trình đảo chiều diễn ra trong chưa đầy 4.000 năm. Tuy nhiên, để quá trình đảo chiều diễn ra, trái đất phải trải qua 18.000 năm từ trường bất ổn, bao gồm 2 lần đảo chiều tạm thời và một phần. Ngay cả việc từ trường yếu đi một chút cũng có thể làm tổn hại nghiêm trọng đến các vệ tinh bay trên quỹ đạo, ảnh hưởng đến ngành công nghiệp hàng không, hệ thống GPS, hệ thống thông tin liên lạc toàn cầu, lưới điện trên mặt đất và các cơ sở hạ tầng quan trọng khác. Điều này nghe có vẻ là một viễn cảnh ảm đạm, nhưng nếu dự đoán trước được hiện tượng từ trường đảo cực, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để hạn chế những tác động xấu mà nó gây ra. Ví dụ, các công ty có thể sản xuất loại vệ tinh mới, chịu được thời tiết vũ trụ khắc nghiệt, đồng thời gắn thêm các lớp bảo vệ bổ sung cho những vệ tinh hiện có. Trong khi đó, chính phủ của các quốc gia cũng cần bắt đầu lên kế hoạch cho tất cả những tình huống có thể xảy ra, bao gồm việc giáo dục cho công chúng biết về hiện tượng này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay, đừng quên like và đăng ký để nhận những video mới nhất từ khoa học và khám phá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!